Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Thanh Tâm Audio. Được sự quan tâm của một anh khách đang tìm cho mình một cặp loa Bookshelf với cái nhu cầu đó là tiếng bass phải tốt để anh có thể nghe nhạc mạnh ở trong cái không gian giải trí riêng tư. Hiện tại thì những cái bức ảnh mà anh gửi, cái hệ thống âm thanh của anh thì cũng đã tương đối đầy đủ với những hệ thống cấu hình khủng như là Tannoy cũng như là Acouphone. Nói chung là cũng đã đầy đủ hết cả đầu tép cũng như là băng cối. Vậy thì Thanh Tâm Audio sẽ gửi tới anh hai cặp loa Bookshelf trong dòng cao cấp của hai thương hiệu, đó là thương hiệu Monitor Audio của anh cũng như là thương hiệu Wafedan của anh. Bên em cung cấp rất là nhiều những cái dòng loa Bookshelf, loa nhỏ với kích thước nhỏ gọn và chất âm rất là hay. Nhưng để mà nói tham chiếu về cái tiếng bass thì đây là hai ứng cử viên số 1. Và như đã hứa với anh khách thì ngày hôm nay Thanh Tâm Audio sẽ có một cái bảng test cái tiếng bass trên hai cái cặp loa này. Và cái nhân vật chính thứ nhất của chúng ta đang ở trên kệ đây là cặp Monitor Audio Silver 100 phiên bản 7G thế hệ mới nhất của hãng. Cặp loa Bookshelf này thì cái ưu điểm của nó là sử dụng bằng gỗ MDF và phủ một lớp gỗ giả gỗ cực đẹp luôn. Nói chung là cái màu sơn của Monitor Silver 100 dòng 7G cực đẹp. Và cái ưu điểm thứ hai nữa đó là nó sử dụng củ bass đường kính 20cm. Các bạn nghe một củ bass rất là ấn tượng trong cái dòng loa Bookshelf. Cặp này đã được Thanh Tâm Audio bán với mức giá rất tốt. Bạn nào quan tâm tới thiết bị cũng có thể liên hệ trực tiếp tới Thanh Tâm. Và cái ampli ngày hôm nay em dùng để đánh cái hệ thống tham chiếu này đó là cái ampli Sony HS1. Tại vì sao? Tại vì là lúc nãy em còn tải một vài cái bản nhạc và em có copy nhanh vào trong cái ampli này để gửi tới các bác luôn cái bản test này trong buổi chiều ngày hôm nay. Và bây giờ thì em sẽ tiến hành test cái chất âm cùng một bản nhạc các bác nhé. Cùng một bản nhạc, cùng một mức âm lượng ở trên Monitor Audio Silver 100 trước. Sau đó em sẽ kết nối Wafedan Evo 4.2 để các bác cùng nghe thử xem là cặp loa nào có tiếng bass mạnh hơn, lực hơn, sâu hơn đó. Và bây giờ thì em cũng sẽ có một cái đánh giá trực quan nhất khi mà em ngồi nghe tại cửa hàng luôn. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bản test đầu tiên của Monitor Silver 100. Đây là một trong những chiếc ampli số mà em rất là ưng ý. Chúng ta nghe nhạc rất là nhanh, không phải cầu kỳ về cái kết nối đầu đĩa CD gì cả. Em sẽ để mức âm lượng là 40, các bác nhạc 40, âm lượng 40. Chúng ta sẽ nghe nhạc điện tử một chút nha. Em cũng sẽ ngồi nghe ở chính giữa đây. We'll be right back.
Ok, em đã cảm nhận xong cái uy lực của tiếng bass của dòng monitor audio Silver 100. Bây giờ thì em sẽ kết nối với cặp quang phi đan Evo 4.2 nên để các bác cũng như Thanh Tâm cùng trải nghiệm cái tiếng bass có trên cái hệ thống loa kia. Rồi, hiện tại thì quang phi đan Evo 4.2 đã được lên kệ. Cái ưu điểm của quang phi đan Evo 4.2 đó là nó sử dụng 3 đường tiếng và sử dụng một chép mành rất là đẳng cấp. Củ bass đường kính khoảng 14cm, thua so với monitor audio 6cm. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành thử cái tiếng bass trên cái cặp loa quang phi đan Evo 4.2 này so với cặp monitor Silver 100 mà em đã test cùng trên bản nhạc cũ và cùng mức âm lượng. Em cũng sẽ ngồi và cảm nhận luôn.
trải nghiệm hai cái chất âm của hai thương hiệu loa đến từ Anh Quốc, cặp loa Wafedan Evo 4.2 với ưu điểm kích thước to, loa ba đường tiếng, bass trung chép mảnh cực đẹp. Con này đang là được bán mới các bác nhé, bán mới với mức giá rất là tốt. Bác nào quan tâm thì có thể liên hệ số hotline của em. Còn đây là ứng cử viên còn lại, Wafedan Evo 4.2 solo với monitor audio Silver 100 dòng 7G mới nhất. Các bác lưu ý nhé, đây là dòng 7G mới nhất. Monitor Silver 100 thì có rất là nhiều dòng 5, 6, 7. Và đây thế hệ 7G mới nhất. Và như em đã chia sẻ với các bác, cái vân gỗ của cặp loa này nhìn bao phê luôn. Các bác nhìn vân gỗ bên này nhé, bên kia đối xứng không khác gì luôn. Đây, cảm giác như thế là làm cùng một cái cây gỗ cực kiểu như thế. Rồi, cái tổng kết lại mà cuộc so găng cái tiếng bass nói riêng này ấy, thì chắc chắn phần thắng sẽ thuộc về monitor audio với một tiếng bass rất là uy lực và sâu. Vì sao? Tại vì nó đã sở hữu tới cái đường kính của bass với kích thước 20cm và Wafedan của chúng ta chỉ có khoảng 12-14 thôi. Tuy nhiên, với cặp Wafedan này thì khi các bác chơi những dòng nhạc có lời nhiều thì sẽ rất là hay, tại vì họ đã tách hẳn phần cổ trung và chép mảnh ra. Đó. Vì thế cho nên cái ưu điểm trong cái dòng bass nhiều thì chắc chắn là monitor sẽ thắng. Còn đối với nhạc vocal hoặc nhạc bolero thì Evo sẽ là giành chiến thắng so với monitor audio. Và hy vọng sau video này thì anh khách của em sẽ có một cái nhìn trực quan nhất về hai thiết bị, đúng như Thanh Tâm Audio đã hứa với anh, sẽ có một video test thực tế chi tiết tiếng bass của hai cặp loa này để các bác đăng ký kênh cũng như là Thanh Tâm Audio và khách hàng có một cái nhìn trực quan nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.